Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với video của Tô Một Khám Phá. Các bạn thân mến, ông cha ta có câu: quân với dân như cá với nước, cấm có sai bao giờ. Câu nói này không chỉ đúng trong thời chiến mà ngay cả khi nền hòa bình đã được lập lại như ngày hôm nay, chúng ta vẫn có thể dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc đáng yêu thể hiện tình quân dân tha thiết, nồng nàn. Và những khoảnh khắc đó là gì thì ngay bây giờ hãy cùng với Tô Một chúng mình tìm hiểu và theo dõi nhé! 7 khoảnh khắc thấm đẫm tình quân dân của bộ đội Việt Nam. Thương bộ đội bán rau vất vả, cô gái quất luôn cả xe. Chuyện là nhà gần doanh trại, chiều chiều các cô các bác lại thấy các anh bộ đội tăng gia sản xuất, đẩy xe rau đi khắp các đường làng ngõ xóm để chào bán. Thương bộ đội huấn luyện cần lao, lại trồng trọt vất vả, người phụ nữ đã ra sức kêu gọi các anh lại và ngỏ ý mua hết cả số rau trên xe. Thay vì tất tay giao bán hết số rau trên xe cho vị khách hào phóng kia, thì hai anh chàng lại cứ ngập ngừng, bẽn lẽn nhìn nhau. Thì ra hai anh sợ chị kia mua hết, còn những người sau không có cơ hội thưởng thức hương vị thơm ngon của những cây cải xanh mướt mà các anh và đồng đội đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để vun trồng và chăm bón. Như thể hiểu ý hai anh chàng, người phụ nữ sau đó cũng chỉ mua vài cây khích lệ tinh thần. Nhưng mà vị khách sộp này đâu có ngờ, lý do sâu xa của việc từ chối này là do bộ đội quanh năm chỉ gắn bó với đơn vị, hiếm lắm mới có dịp đi bán rau để ngắm đường, ngắm phố, ngắm các chị em tung tăng. Các cô, các bác mua nhiệt tình quá, lại phải tiêu nghỉu dắt xe quay đầu về sớm, thì có mà tan hết mộng đẹp. Vậy nên nếu có tình cờ gặp bộ đội bán rau, thì các bạn nhớ là từ tốn mà mua thôi, đừng ủng hộ nhiệt tình quá, nghĩ các chú bộ đội đẩy xe vất vả, chứ thật ra là họ đang khoái chí lắm đấy. Nghỉ chân ở nhà dân, bộ đội hóa cô tấm chính hiệu. Ngày xưa, xưa ơi là xưa. Chắc hẳn, hình ảnh cô tấm bước ra từ quả thị dọn dẹp nấu nướng tươm tất đã quá quen thuộc với tất cả chúng ta qua những câu chuyện của bà, của mẹ rồi đúng không nào? Trong thời hiện đại, hình tượng cô tấm vẫn hiện hữu xung quanh chúng ta và hóa thân thành các chú bộ đội Cụ Hồ đến giúp dân. Chiếc clip đáng yêu dưới đây ghi lại khoảnh khắc các chú bộ đội nghỉ chân trên đường đi hành quân sau một chặng đường dài. Tuy đã thấm mệt, nhưng các chú vẫn chuẩn tác phong quân đội, luôn sạch sẽ, gọn gàng, chăm chỉ. Vừa đặt chân vào cổng, các chú đã nhanh chóng tập hợp hàng ngũ ngay ngắn, rồi nhanh tay vào việc ngay và luôn. Nhìn mà xem, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, vườn được dọn cỏ quang đãng, sân cũng loáng bóng. Chẳng những thế, các chú còn tranh thủ làm bảo mẫu chơi và trông nom trẻ nhỏ. Đáng yêu muốn xỉu ấp xỉu đao luôn. Xong xuôi thì các anh cũng chỉ xin cốc nước uống và chỗ mát để nghỉ, rồi lại bắt đầu chặng đường hành quân. Đây chẳng phải là cô tấm thời hiện đại thì còn là gì nữa nào? Đúng là bộ đội Cụ Hồ, đi dân nhớ, ở dân thương. Các tân binh được bà cụ cho đồ ăn, không quên trả lại đĩa cho bà. Hình tượng chú bộ đội tay cầm súng, vai đeo ba lô hành quân để lại một cảm xúc khó tả trong lòng mỗi người dân đất Việt. Khoảnh khắc đó có khi còn đẹp hơn cả một kiệt tác nghệ thuật. Vừa xúc động lại vừa bồi hồi, xốn sang. Các bạn có cảm thấy như thế không? Trong thời bình, những người con của Tổ quốc mang màu áo lính vẫn được người dân yêu quý và tin tưởng. Mới đây, một chiếc clip nức lòng người hâm mộ đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, trong clip là hình ảnh cụ bà, trên tay là đĩa trái cây từng bước một đến bên hàng rào đưa cho các chiến sĩ đang nghỉ ngơi bên hàng rào ở khu đất cạnh nhà. Trong khoảnh khắc những người lính trẻ đang thấm mệt sau chặng đường hành quân, huấn luyện đầy mệt mỏi, cụ bà xuất hiện như một bà tiên xóa tan đi những nỗi mệt nhọc đó. Được biết rằng, đây không phải là lần đầu tiên bà tiếp sức cho các chú bộ đội. Những tình cảm giản dị và món quà ấm áp bà dành tặng như tiếp thêm sức mạnh để các chú bộ đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Nhưng mà nhớ một điều, bà đã có lòng cho quả thì nhớ là phải trả lại đĩa cho bà nhé. Dân đón bộ đội mà cứ ngỡ đi đu idol. Ôi làng nương ơi, bà con ơi, ra đây mà xem, hôm nay idol nào về làng mình này. Nổi tiếng đến mức cả làng ra chờ đón, chào mừng nồng nhiệt thế này cơ mà. À đây là Tô Một chúng mình đang nói đùa vậy thôi, chứ làm gì có idol nào ở đây, là các chú bộ đội nhà ta hành quân qua làng mà thôi. Bà con tập hợp nghiêm chỉnh thành hai hàng ven đường, già trẻ trai gái lớn bé đủ cả, gương mặt người nào người ấy để thể hiện rõ ràng sự hào hứng, phấn khởi. Vâng, sải bước trên thảm đỏ bây giờ là các idol diện trang phục màu xanh lá áo lính, đường hoàng bước tới trong sự vẫy tay chào đón nhiệt tình của bà con. Toàn fan ruột, fan cuồng ấy chứ chẳng đùa. Ở một diễn biến khác, các idol còn được fan hâm mộ ưu ái dành tặng cho cơ man là quà. Toàn là quà quý, quà hiếm, đặc sản vùng miền, tinh hoa ẩm thực. Anh nào anh nấy tay xách nách mang, nào là đùm, nào là bọc, nhìn mà thấy ghen tị ngang.
Chắc hẳn anh em nào trong đây đã và đang cống hiến thanh xuân cho màu áo lính sẽ cảm nhận rõ ràng nhất được điều này. Idol nào đã từng hành quân và nhận được tình cảm nồng ấm như vậy thì hãy comment xuống bên dưới chia sẻ cho top 1 và khán giả được biết với nhé. Bộ đội đi chợ mua hàng giúp dân từ A đến Z. Nhắc đến cụm từ đi chợ mua hàng giúp dân là bao nhiêu ký ức ối rồi ôi thời con Covid còn hoành hành, nó lại ùa về dữ dội trong tâm trí của tôi các bạn ạ. Nghĩ lại thời đó đúng là nhiều điều kinh hoàng, nhưng cũng bởi trong gian khó như vậy mà tình người lại càng thêm gắn bó, và trong đó rõ nét nhất chính là tình quân dân. Trong vô vàn công việc quan trọng, người dân chỉ tin tưởng mỗi các anh bộ đội Cụ Hồ giao cho nhiệm vụ bất khả thi, đó là đi chợ giúp dân. Vậy là công việc thường nhật đang từ học tập, huấn luyện trên thao trường, các anh lính của chúng ta giờ đây kiêm luôn nhiệm vụ của một quản gia và shipper chính hiệu. Với mục tiêu để mọi người yên tâm, ai ở đâu, ở yên đó, lực lượng quân đội sắn tay đi lựa rau chọn thịt. Tỉ tỉ thứ nhu yếu phẩm cần thiết và đồ dùng sinh hoạt đều được các anh sắm sửa đầy đủ từ A đến Z, thậm chí còn kỹ tính chọn lựa những đồ ngon bổ rẻ cho dân. Khỏi phải nói, người dân cảm kích như thế nào trước hành động ý nghĩa này của các chú bộ đội. Hình ảnh người dân sinh sống trong một con hẻm nhỏ vỗ tay, gieo hò phấn khích, chạy ra đón các shipper đặc biệt đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Sau đợt này, tôi một dòng cá chắc là các anh khi về nhà sẽ được cha mẹ quý, người yêu cưng hết mực cho mà xem. Vì sao á? Vì quá là tháo vát, rau nào cũng biết tên, món gì trong bếp cũng rành rọt chứ còn sao nữa. Tan chảy hành động đáng yêu của các cháu bé dành cho bộ đội. Nếu như hành động đi chợ giúp dân của bộ đội khiến cho nhiều người không khỏi xúc động, thì những tình cảm chân thành và ngây dại của trẻ thơ dưới đây sẽ khiến cho anh em ngồi đây phải xỉu up xỉu down vì mức độ dễ thương vô đối. Trong video là hình ảnh cô bé một tay ôm rổ, một tay cầm từng quả quýt chia cho các chú bộ đội đang hành quân qua đường. Ở nhà thì túm tóc tranh giành với chị với em, từng cái đồ chơi một. Ấy thế mà gặp các chú bộ đội thì có bao nhiêu là cho hết bấy nhiêu. Thế mới thấy tình quân dân nó kỳ lạ lắm anh em ạ. Đồng chí nhỏ dưới đây thì ào ra đường để chào đón các chú bộ đội. Ông cãnh còn cố gắng để bắt tay từng chú một. Tôi một đoán là chú bé này cũng có ước mơ sau này trở thành bộ đội nên mới tranh thủ xin vía đây mà. Bên cạnh những tình cảm yêu mến thì không thiếu những sự bịn dịn, quyến luyến khi rời xa. Theo đó, sau khi đi dân vận 2 tuần ở nhà dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân, các chú bộ đội đã để lại ấn tượng sâu sắc và trở thành người bạn thân thiết của chú bé. Vậy nên, khi ba chú hoàn thành nhiệm vụ và trở về đơn vị, chú bé đã ngồi buồn thiu trước cửa nhà. Gặp nhau rồi chẳng nỡ lìa xa, bao câu chuyện còn đang dang dở. Mặc cho các anh cố dỗ dành, động viên, chú bé vẫn chẳng buồn phản ứng, ánh mắt dõi theo hình bóng các anh không rời. Alo alo, chim cu gọi đại bàng nghe rõ trả lời. 1, 2, 3, 4, ai lỡ đánh rơi comment hay ho ở đây không? Tiếp đến là một câu hỏi hóc búa từ bạn Thanh Long Võ 7092 rằng: Ủa, cho mình hỏi xí cái này. Nếu không có người yêu mà sử dụng điện thoại để nghe nhạc, để giải trí và thư giãn đầu óc thì liệu có được hay không vậy? Vì đối với mình là không có nhạc thì không ổn. Đây là comment được để lại dưới video về những khoảnh khắc bá đạo của bộ đội. Theo như tôi một chúng mình thăm dò được thì các bạn vẫn có thể tiếp tục đam mê nghe nhạc hay là hát hò khi đi nghĩa vụ quân sự. Còn nghe ở đâu thì chúng mình chưa rõ lắm. Nói chung là các bạn fan của chúng ta đa phần ngây thơ, còn lại thì hầu hết là danh hài hội tụ, khi có thể nghĩ rằng biển báo của quán chim to dần, nghĩa là chim sẽ phồng lên khi đang nấu. Rồi các bạn còn nghĩ ra một vài món ăn để đãi các vị nguyên thủ thế giới như này nữa chứ. Bạn ấy viết nhẹ như này: Nếu Việt Nam mà đưa món cầy tơ 7 món và tiết canh ra đãi các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới thì mình tin sẽ có rất nhiều nguyên thủ khác tranh thủ đến Việt Nam để thưởng thức hai món trên ngay. Nói thật, top 1 chỉ sợ nghe tên thôi là từ đấy trở về sau hiếm thấy vị nào ghé thăm Việt Nam mất. Bạn chỉ được cái xui dại thôi. À mà thôi, top 1 đùa các bạn một chút chứ. Bên cạnh mấy comment xui dại hài hước thì vẫn cứ là những comment vô cùng xúc động khiến top 1 chúng mình có thêm động lực để cho ra lò những video về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam như thế này. À đấy, nhắc mới nhớ, chắc dạo này tôi lười quá nên các bạn đã quên mặt và không còn khen tôi xinh nữa rồi. Nên giờ chỉ biết đào lại comment ngày xưa ơi là xưa xưa như này này. Còn đây là hai fan định ối rồi ôi làm top 1 chúng mình vừa sướng vừa nổi da gà. Bạn Cindy UN8GV
nhắn nhủ như sau: chị top 1 xinh cũng không kém mấy chị nóng bỏng này đâu. Chị top 1 xinh như một bông hồng nở vậy ạ. Thật lòng em luôn, chứ không phải nịnh đâu nha. Ôi thật là ngại quá. Không kém cạnh, bạn có nick Văn Lợi Nguyễn 1937 cũng có đôi dòng nâng top 1 lên tầng mây như sau: chị xinh nhất thế giới thì không ai xinh hơn chị top 1. Giọng chị cute muốn xỉu đáng yêu. Viết hoa hẳn luôn mới ấn tượng chứ. Tôi mà xinh nhất thế giới là tôi không có ngồi đây để làm video cho mấy chế đâu nhá. Thôi, top 1 tự sướng một chút thế cho đời thêm phấn khởi. Thời lượng thì có hạn nên không thể dòng dài. Các bạn hãy chăm chỉ để lại những bình luận mặn mòi liên quan tới các video của top 1 đăng. Chắc chắn chúng mình sẽ đọc hết và cố gắng chọn ra những gương mặt vàng trong làng đá đều để đưa vào chuyên mục Alo, top 1 nghe. Đến đây thì hãy cùng quay lại video chính của chúng ta nhé. Đâu cần bộ đội có, đâu khó có bộ đội. Xin phép được bế mạc video ngày hôm nay bằng chiếc clip đáng yêu xỉu up xỉu down vẫn đến từ vị trí các anh bộ đội cụ Hồ. Cụ thể, khi một chị gái xinh đẹp đang gặp vấn đề với chiếc chăn phản chủ, không cánh mà bay lên mái nhà hàng xóm. Vận dụng trí khôn của ta đây, chị dùng cán chổi để khêu, nhưng có vẻ cũng khá là khó khăn. Bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một siêu anh hùng không màng nguy hiểm, treo hẳn lên mái nhà, ra tay giúp đỡ bạn gái. Bằng một vài động tác dứt khoát, chàng đã tận tay trao lại nàng chiếc chăn thất lạc. Chàng và nàng chỉ kịp trao nhau nụ cười bẽn lẽn rồi nhanh chóng rời đi. Anh em nào ngồi đây là fan chính hiệu của bộ phim Ngôn Tình, chắc hẳn chẳng thể ngồi im khi chứng kiến cảnh này. Trích đoạn ngọt xỉu áp xỉu đau này được tái hiện lại một cách chân thực bằng sự ga lăng, tốt bụng của một anh chàng chiến sĩ cụ Hồ. Rồi là chuyện gì diễn ra sau đó thì chúng ta chưa biết được. Top 1 chỉ chắc chắn một điều ẩn sau nụ cười bẽn lẽn của cô gái là sự cảm mến đặc biệt dành cho hành động đẹp của anh chiến sĩ mà thôi. Các ông hiểu như thế nào thì còn tùy vào trí tưởng tượng của mỗi người nhé. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau khám phá những khoảnh khắc đáng yêu thể hiện tình cảm khăng khít, gắn bó của quân đội và nhân dân Việt Nam. Anh em nào còn ngờ vực câu nói quân với dân như cá với nước thì xem lại nhé. Ngoài ra thì sĩ nào còn cảm thấy cái tình cảm này có thể ví von hay ho hơn nữa thì hãy comment xuống cho top 1 chúng mình biết với nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì đừng quên ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh top 1 khám phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!